Ủa, ai mà nhìn giống bà dì Tư của mình dữ vậy ta? Tự nhiên bà đi đâu đây vậy ta? Ủa, chị Tư. Ủa, bé Tám. Trời ơi. Ủa, anh Tư đâu mà sao để chị ngồi đây mình nương đây vậy? Rồi đi vô đây chơi. Bữa giờ lướt TikTok thấy quảng cáo quán nào nhỉ? Cái 70 bị lấp lớn với Việt Nam. Lên chơi thử ba, quá lên. Bự thiệt. Bự quá không có dám vô liền ba, ăn rồi bánh tráng cầm bụng vô uống lên ăn. Thấy chút. Thì đó, em đi du lịch đó lên đây nè, thì cũng lướt TikTok coi là thấy cái quán vé 70 bị lấp lớn nhất Việt Nam mà vé cũng rẻ nữa. Thôi bữa nay đi chị em mình sẵn có cái dịp gặp nhau ở đây mình vô mình chơi. Vé rẻ 550.000 đó cô. Không, hồi nãy em mới coi ngoài kia có 350.000 thôi. Ủa vậy hả? Trời, lụm. Thôi bây giờ hai chị em mình á đi vô quẩy tới sáng luôn, nhậu tới bến. Đi, đi liền luôn, đi liền. Hả? Không, không, không. Anh giờ em vô đó ăn, cái bánh nhiều đồ ăn ngon lắm. Đi. Rồi đây hai vé đeo vô xong rồi mới vô nhậu. Anh biết trong này em tụi em đi quê với lên mà nha. Quê hả? Dạ. Rồi qua đây tặng cho hai cái bông. Đưa chưa qua đây tặng hai cái bông. Dễ thương quá à. Trời, để về nhà cho thằng cu em chơi. Đi vô. Đi.